Anh chị em nào đang cần một chiếc loa đi du lịch, đi dã ngoài chỉ chuyên về tính năng nghe nhạc và có guitar, thậm chí có hỗ trợ echo, delay và dì vật, thậm chí chỉnh được cả app ở điện thoại luôn, thì đây chính là con loa Audac đánh được đa hướng. Nhất là anh em nào sử dụng mà guitar là một này, micro có dây và không dây hiện tại mình đang có sẵn ở đây. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe tiếng nhạc mà đánh ở giữa công viên như thế này. Đây con loa của nó, em nó đây. Pin sử dụng đến 7 nghe nhạc nhá, 6 đến 7 giờ đồng hồ liên tục. Còn không bình thường thì khác karaoke của 2-3 giờ đồng hồ liên tục. Nếu sạc đầy nó có báo phần trăm pin ở đây. Đấy. Và tất cả hiệu ứng này, có delay này, có gì vật này, có echo này, tất cả các hiệu ứng này chúng ta có thể sử dụng được hết. Bây giờ mình sẽ thử test. Đầu tiên là test cái tiếng nghe nhạc. Anh em mình nghe xem khi mà mình ở giữa công viên nghe chất nhạc nó có hay không, có mềm mịn không. Đây, lên nhạc cho anh em nghe thử đây. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên ngắm sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng cười, nguyện mãi yêu bồi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về ai? Quý vị, đây là mình nghe tiếng mic này. Này, tớ thử cho các bạn có chế độ echo luôn ở cái loa này nhá. Đây. Đây. Alo, 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 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4. Alo, 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 đây là echo này, hát cao cây bình thường này. Alo, đây là ứng vang số này, dì vợt này, dê hát này, vừa echo vừa delay này, vừa dì vợt này. Alo, 1 1 2 2 2. Còn đây là hiệu ứng này, để mà mình nói giọng bộc, mình làm MC này, là hội nghị tiệc tùng này. Đấy, đây là cái giọng bộc của nó này quý vị này. Đấy. Và bây giờ đi đây này. Mình hát cho nó mệt này. Alo, 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 alo. Gì vợ này? Yêu là sẽ bên nhau trọn đời. Hát rất nhẹ nhàng quý vị nhá. Đây là cái mẫu loa Audac. Đấy, anh em nào thích cứ bình luận xuống bên dưới. Xin chào anh em.